Bây giờ cô sẽ đi vào cái bài giảng phân bón hóa học. Thì cái bài phân bón hóa học này các em cũng đã được học trong chương trình môn hóa học lớp 9 và lên chương trình hóa học lớp 11. Chúng ta phải học lại một lần nữa. Thì cái năm lớp 9 mình học về phân bón rồi, nhưng mà mình lại không có biết cái khái niệm của phân bón hóa học là gì. Thì lên lớp 11 chúng ta học thì chúng ta đã có khái niệm. Thì phân bón hóa học là những hóa chất. Khái niệm. Phân bón hóa học là những hóa chất. Phân bón hóa học là những hóa chất. Có chứa các nguyên tố dinh dưỡng. Có chứa các nguyên tố dinh dưỡng. Được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Cô nhắc lại, phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Thì các em lưu ý ha, các em cần phải lưu ý cho cô này là ba nguyên tố học chính là carbon, hydro và oxy là những nguyên tố cơ bản. Nhớ ha, ba nguyên tố carbon, hydro và oxy là ba nguyên tố cơ bản cấu tạo nên các hợp chất glucid cho thực vật. Mà hợp chất glucid là gồm gì? Đường, tinh bột và cellulose. Mà các em biết là cây xanh có thể quang hợp, nghĩa là nó sẽ tổng hợp được glucid từ khí CO2 và nước. CO2 là đó trong không khí là thu nhận qua lá, còn nước là thu nhận từ rễ. Như vậy là ba nguyên tố CH và O là chúng ta không cần phải bổ sung cho cây trồng, bởi vì tự cây trồng nó có thể đồng hóa được CHO từ không khí và nước. Ba nguyên tố C và H này nó cần nhiều, nhưng mà nó lại đồng hóa được từ CO2 và nước. Còn những nguyên tố khác á, thì cây trồng bắt buộc phải hấp thu từ đất. Còn những nguyên tố khác, ví dụ như nguyên tố nitơ, phosphor, kali, lưu huỳnh, các nguyên tố nitơ này, phosphor này, kali này, rồi lưu huỳnh này, rồi magie này, canxi này, bo vân vân, là cây trồng nó bắt buộc phải hấp thu từ đất. Cây trồng bắt buộc hấp thu từ đất. Mà khi mình trồng cây trên đất mà trồng dài ngày và nhiều như vậy, thì cái đất nó sẽ mất dần các nguyên tố này đi, và người ta gọi là đất bị nghèo dần các nguyên tố dinh dưỡng. Mà một khi đất đã bị nghèo dần các nguyên tố dinh dưỡng thì khi chúng ta trồng cây thì năng suất cây đã không cao, cây sẽ bị còi cọc. Cho nên chúng ta cần phải bón phân để bổ sung cho cây trồng những nguyên tố đó. Mà ví dụ chúng ta bón cái phân bổ sung nguyên tố nào thì người ta gọi là nguyên tố đó. Mà các em lưu ý này, về cái phần phần nguyên tố học á, là nó có hai loại, là loại phân bón đa lượng và phân bón vi lượng. Thế nào là phân bón đa lượng và thế nào là phân bón vi lượng? Các em lưu ý là các nguyên tố hóa học thì
cái sự cần thiết các nguyên tố học đối với mỗi cây là nó khác nhau, đối với mỗi loại cây là khác nhau, thậm chí là đối với mỗi giai đoạn phát triển của cây cũng là khác nhau. Thì cái phân bón vi lượng là, phân bón vi lượng và phân bón đa lượng là gì? Các em lưu ý, phân bón đa lượng á, phân bón đa lượng á, là phân bón đa lượng là nó chứa nguyên tố học mà cây cần rất nhiều trong cái quá trình phát triển của nó, thì đó là phân bón đa lượng. Mà phân bón đa lượng chúng ta hay gặp là gồm phân đạm, phân lân và phân kali, đó là những phân bón đa lượng. Còn cái loại phân bón vi lượng là gì? Phân bón vi lượng là nó chứa một số nguyên tố học, ví dụ như là bo, mangan, kẽm, magie, v.v. mà chứa các nguyên tố này là dưới dạng hợp chất nha. Phân bón vi lượng là nó sẽ chứa một số nguyên tố học, ví dụ như bo, mangan, kẽm, v.v. ở dưới dạng hợp chất mà cây trồng cần rất ít nhưng lại vô cùng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Các em nhớ ha, phân bón vi lượng, phân bón vi lượng là nó có chứa một số nguyên tố học, có chứa một số nguyên tố hóa học, ví dụ như là bo, kẽm, mangan, vân vân, ở dưới dạng hợp chất chứ không phải là gì bổ sung dưới dạng đơn chất đâu nha. Dạng đơn chất thì làm sao nó tan vào trong nước mà cây hấp thu được. Dưới dạng hợp chất mà cây cần rất ít, mà cây cần rất ít, nhưng sao, nhưng lại cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Đó. Thì trong quá trình phát triển của cây đó, thường thường bón cái phân vi lượng này người ta trộn với phân đa lượng, người ta bón một lần và lượng bón nó ít lắm. Thì trước khi vào các loại phân bón thì chúng ta sẽ đi vào vai trò của các nguyên tố học đối với thực vật, đối với cây trồng. Vai trò của các nguyên tố hóa học đối với thực vật, đối với cây trồng. Mình không nói đến vai trò của carbon, hydro và oxy nữa, vì đó là ba nguyên tố cần thiết cho việc tạo nên hợp chất glucid, nhưng mà nó cây nó có thể đồng hóa được từ không khí và nước, cho nên mình không có bàn về loại, sẽ không có loại phân bón đó. Bây giờ về nguyên tố nitơ, phần lớn thực vật là không có khả năng đồng hóa nguyên tố nitơ ở dạng N2 trong không khí, mà nó chủ yếu đồng hóa được nitơ ở dạng muối nitrat. Nguyên tố nitơ là có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng của cây, làm tăng tỷ lệ protein của thực vật. Nếu như mà chúng ta bổ sung cái nitơ mà đầy đủ thì cây trồng sẽ phát triển nhanh, cho nhiều hạt củ quả. Còn nguyên tố phốt pho, thực vật hấp thu phốt pho dưới dạng muối dihydrophosphate, bởi vì cái muối này là tan trong nước. Nguyên tố phốt pho là giúp kích thích sự phát triển bộ rễ của thực vật. Nguyên tố phốt pho là giúp kích thích sự phát triển bộ rễ của thực vật. Nguyên tố phốt pho là cần thiết cho cây ở thời kỳ sinh trưởng, vì nó thúc đẩy các quá trình sinh hóa, trao đổi chất và năng lượng của thực vật. Có phốt pho thì làm cho cành lá nó khỏe, hạt chắc, củ quả to. Còn nguyên tố kali là gì? Thực vật là cần kali để tổng hợp nên chất diệp lục, kích thích cây trồng ra hoa, kết hạt.
mà thực vật là hấp thụ kali dưới dạng muối tan trong đất, mà muối kali thì đều tan. Các anh lưu ý này, nếu mà có kali á là giúp cây nó sẽ hấp thu được nhiều chất đạm hơn. Kali cần thiết cho việc tạo ra chất đường, chất bột, chất xơ, chất dầu, tăng cường sức chống bệnh, chịu rét và chịu hạn của cây. Còn nguyên tố lưu huỳnh, vai trò nguyên tố lưu huỳnh là gì? Thực vật cần lưu huỳnh để tổng hợp nên protein. Mà lưu huỳnh thì được thực vật hấp thụ dưới dạng muối sulfat tan. Ví dụ K2O4. Các nguyên tố canxi và magie cần cho thực vật để sản sinh ra chất diệp lục. Mà chất diệp lục thì cần thiết do quá trình quang hợp. Các nguyên tố vi lượng như bo, mangan, kẽm cần thiết cho sự phát triển của thực vật. Nếu dùng thừa hoặc thiếu những nguyên tố này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây trồng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân bón đa lượng. Ba loại phân bón đa lượng mà chúng ta cần học đó là phân đạm, phân lân và phân kali. Phân đạm, phân lân và phân kali. Bây giờ cô sẽ đi vào các loại phân phân đa lượng. Phân đa lượng thì có phân đơn và phân kép. Phân đơn, phân kép. Đó. Phân đơn là gì? Phân đơn là phân chỉ cung cấp một nguyên tố đa lượng cho cây trồng. Đó là gồm phân đạm, phân lân, phân kali. Phân đạm, phân lân, phân kali. Như các em biết, phân đạm là cung cấp nitơ, cung cấp nguyên tố nitơ. Còn phân lân là cung cấp nguyên tố phốt pho. Phân kali thì đương nhiên là cung cấp gì? Nguyên tố kali. Các loại phân đạm, các loại phân đạm thường gặp là phân gì? Các loại phân đạm thường gặp đó là phân, thứ nhất là phân đạm amoni. Đạm amoni, thứ nhất là đạm amoni. Ví dụ NH4Cl. Ví dụ đạm nitrat. Đạm nitrat thì có thể kể đến là NH4NO3 hoặc là KNO3 cũng được. Rồi thứ ba là phân ure. Nhớ là cái đạm amoni là nó có chứa gốc NH4 á các con. Ví dụ NH4 hai lần SO4 cũng là đạm amoni. Phân ure có công thức là NH2 hai lần CO. Chúng ta viết ngược lại cũng được, CO rồi mở ngoặc NH2 hai lần cũng được. Còn phân lân là phân cung cấp phốt pho. Thì phân lân thì có, thứ nhất là phân lân tự nhiên, thứ nhất là phân lân tự nhiên, thứ hai là phân superphosphate. Superphosphate, thứ nhất là superphosphate đơn. Superphosphate đơn thì như các con biết là thành phần của nó là CaH2PO4 tất cả hai lần đi kèm với Ca4, cái quá trình sản xuất nó lẫn Ca4. Còn cái superphosphate kép thành phần của nó là CaH2PO4 tất cả hai lần. Các em lưu ý là cái kép với đơn này á, là do răng. Đơn là vì quá trình điều chế nó chỉ xảy ra một giai đoạn thôi, còn kép là quá trình điều chế nó xảy ra hai giai đoạn, cho nên nó loại được cái thành phần CaH4 này nè. Chứ các em đừng có nhầm á, nhiều bạn là hay nhầm như đi. Kép á thì lại là thành phần trên, vì các bạn nghĩ kép là có hai chất mà đơn có một chất, sai nha. Đơn là vì quá trình điều chế nó chỉ xảy ra một giai đoạn, còn kép là vì quá trình điều chế nó xảy ra hai giai đoạn, nhớ ha.
Còn cái phân kali, cái phân kali, phân kali thì đương nhiên cung cấp kali rồi. Thì cái phân kali ấy là cái KCl, K2O4, K2CO3. Các em lưu ý trong cái tro thực vật á, cái tro thực vật là có chứa cái K2CO3 này. Cho nên là người ta đốt cái lá cây xong người ta bón lại cho cây là để cung cấp cái K2CO3 cũng như chất mùn rồi vân vân. Mà cái K2CO3 này nó cũng có nhiều trong bã trà, cho nên người ta hay đổ bã trà vào gốc cây là cũng lý do là vậy, là cung cấp phân kali. Về cái độ dinh dưỡng thì sao? Về cái độ dinh dưỡng của phân, độ nhiều của phân bón, ví dụ đối với phân đạm thì đánh giá bằng phần trăm nitơ, phân lân đánh giá bằng phần trăm pH O5, còn phân kali đánh giá bằng phần trăm K2O. Đó, đồ dinh dưỡng của phân bón là phân đạm phần trăm nitơ, phân lân là phần trăm pH O5, phân kali là phần trăm K2O. Cô sẽ nói về phân điều chế sau. Bây giờ phân đa lượng là có phân đơn, bây giờ phân kép là gì? Phân kép á, nhớ nha, cái phân kép là chứa hai, là nó chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng NPK. Ví dụ cái loại phân mà chứa ba nguyên tố dinh dưỡng thì người ta gọi là phân NPK. Yeah. Mà người ta tạo ra phân kép bằng cách nào? Tạo ra phân kép bằng cách nào? Thứ nhất là trộn các phân đơn lại với nhau. Trộn các phân đơn lại với nhau. Còn hai ấy là tổng hợp trực tiếp. Tổng hợp trực tiếp. Thì cái tổng hợp trực tiếp này ấy, là người ta thường dùng để điều chế phân amorphos. Amorphos. Thì amorphos nó được điều chế như sau, là lấy NH3 cộng với H3PO4 cho ra NH4, H2PO4 và NH3 cộng với H3PO4 cho ra NH4 hai lần HPO4. Thì cái này này, hai cái muối này chính là phân amorphos. Phân amorphos là phân vừa cung cấp nitơ vừa cung cấp phốt pho cho cây trồng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái quá trình điều chế phân đạm và vai trò. Thì cái này cô xin phép được đọc trong sách giáo khoa cho nó nhanh. Phân đạm nitrat là các muối nitrat, phân đạm trước nhé, quên. Phân đạm. Phân đạm là phân cung cấp nitơ dưới dạng NH3, NO3- hoặc là gốc amoni NH4+. Thì vai trò phân đạm là cô nói rồi, về phân đạm amoni. Phân đạm amoni là trong là các muối amoni, ví dụ NH4Cl, NH4 hai lần H4, NH4NO3. Phân đạm amoni được điều chế bằng cách cho NH3 tác dụng với H2SO4. Lưu ý khi tan trong nước, các muối amoni bị thủy phân tạo ra môi trường axit. Cho nên chúng ta chỉ nên bón loại phân này cho loại đất ít chua hoặc đất đã được khử chua bằng CaO. Vì sao muối amoni bị thủy phân tạo ra môi trường axit thì các con coi. NH4 cộng cộng với nước cho ra gì? NH4OH cộng với H cộng. H cộng là môi trường axit, pH nhỏ 7 cho nên đất bị chua. Đó,
là do cái gốc NH4 trong cái muối amoni nó bị thủy phân trong nước cho ra H cộng, cho nên đất nó chua, cho nên muối amoni là không thích hợp dùng cho đất chua. Đạm amoni là không thích hợp dùng bón đất chua, mà nên bón vào đất trung tính hoặc là đất chua mà mình đã được khử bằng CO, nhưng mà khử là cứ vừa, chứ khử nhiều quá mất hết cái muối amoni. Vì các em biết rồi, muối amoni nó rất là dễ dàng tác dụng với dung dịch kiềm. Về phân đạm nitrat, phân đạm nitrat là các muối nitrat, ví dụ NaNO3, CaNO3 hai lần. Muối này được điều chế bằng cách nào? Cho muối carbonat tác dụng với axit nitric. Lưu ý cả phân đạm amoni và phân đạm nitrat thường dễ hút ẩm và chảy rửa, tan nhiều trong nước, cho nên chúng có tác dụng nhanh đối với cây trồng, nhưng mà cũng dễ bị nước mưa rửa trôi. Cho nên là phân đạm ấy, khi mà trời mà sắp mưa chúng ta không nên bón phân đạm, vì nước mưa nó sẽ rửa trôi hết, mất cái nó đi cái phần đất mà chúng ta trồng cây trồng, nó không có phân đạm để mà nó hấp thu. Về phân ure, hiện nay phân ure dùng rất là nhiều. Phân ure có công thức là NH2CO là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước. Nó chứa khoảng 46% nitơ, được điều chế bằng cách cho amoniac tác dụng với khí CO2 ở 200 độ C, áp suất 200 ATM. Phương trình là CO2 cộng 2 lần NH3, cho ra NH2 2 lần CO cộng với nước. Ở trong đất dưới tác dụng của các vi sinh vật, ure bị phân hủy, giải phóng khí NH3 hoặc là chuyển dần thành muối amoni carbonat khi nó tác dụng với nước. Ure tác dụng với nước ra NH4 2 lần CO3. Cho nên phân ure là nó khi các em bón vào đất là nó sẽ tác dụng dần dần với nước, cho ra muối amoni carbonat, cây trồng hấp thu từ từ, cho nên nó ít bị rửa trôi hơn so với phân đạm nitrat với phân đạm amoni. Thứ hai là đồ dinh dưỡng nó cũng lớn nhất trong các loại phân đạm, cho nên thành ra là nó được sử dụng nhiều hiện nay. Về phân lân, phân lân á, là nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng phosphoric và quặng apatit. Cái thành phần quặng phosphoric và apatit đều chứa Ca3, B4 tất cả hai lần. Thì phân lân có hai loại, sube phosphat đơn và sube phosphat kép. Thành phần chính của hai loại sube phosphat đơn và kép đều là Ca mở ngoặc, H2, PO4 đóng ngoặc tất cả hai lần. Về điều chế sube phosphat đơn, đồ dinh dưỡng của sube phosphat đơn là từ 14-20% B2O5. Người ta sản xuất bằng cách cho quặng phosphoric hoặc apatit tác dụng axit H2O4 đặc. Cho nên trong cái thành phần mà sube phosphat đơn nó vẫn còn chứa cái Ca4 không tan. Cây trồng dễ đồng hóa muối CaH2PO4 hai lần vì nó tan trong nước, cho nên cây trồng hút nước là nó hút luôn cả cái thành phần này luôn. Nhưng mà CaH2PO4 là không tan, nó không có ít, bởi vì bón vào nó làm cho đất bị rắn, không có tơi xốp. Ở Việt Nam mình thì công ty Sube Phosphat và hóa chất Lâm Thao ở Phú Thọ là sản xuất cái loại sân phân Sube Phosphat đơn này từ quặng apatit ở Lào Cai. Còn phân sube phosphat kép thì sao? Hàm lượng B2O5 cao hơn, nó tới 40-50% lận. Bởi vì nó không có cái thành phần CaSO4. Thì quá trình điều chế xảy ra hai giai đoạn. Ca3B4 hai lần là cộng với H2O4 cho ra H3B4 và cái tủa. Sau đó cô lấy cái tiếp cái apatit này, cái canxi phosphat này tác dụng tiếp với H3B4 là cô sẽ thu được CaH2PO4 tất cả hai lần ta. Giờ này là bón cái sube phosphat kép là nó tốt hơn sube phosphat đơn. Một loại phân thứ ba là nó hầu như nó có trong tự nhiên mà sau đó mình lấy mình làm phân lân nung chảy. Để sản xuất phân lân nung chảy, người ta nung quặng apatit hoặc phosphoric với đá xà vân mà thành phần của nó là magie silicate, và nung với than cốc nữa ở 1000 độ C.
thì sản phẩm sẽ nóng chảy từ lò đi ra làm nguội nhanh bằng nước để khối chất bị vỡ thành hạt vụn, sau đó chúng ta sẽ sấy khô và nghiền thành bột. Đó, cái này chính là phân lân nung chảy. Như vậy thành phần chính của thành phân lân nung chảy là hỗn hợp gồm phosphat và silicat của canxi magie. Thì phân lân này hàm lượng dinh dưỡng của nó từ 12 đến 14% pH/5. Nhưng mà cái phân lân này nó không tan trong nước, cho nên nó là chỉ thích hợp với loại đất chua. Bởi vì cái phân lân này trong môi trường axit là nó sẽ chuyển thành phân tan trong nước, khi đó cây trồng mới hấp thu. Phân lân nung chảy được sản xuất ở Vân Điển, Văn Điển ở Hà Nội. Về phân kali, phân kali hai loại muối dùng cho phân kali là KCl và K2S4. Ngoài ra còn có K2CO3. Bây giờ cô nói về phần phân kép. Cái loại phân kép á, là nó được trộn ra từ các phân đơn ha. Phân kép mà được trộn từ các phân đơn, phân kép mà được tạo ra bằng cách trộn các phân đơn thì người ta gọi đó là phân hỗn hợp. Còn phân kép mà được tạo ra bằng phương pháp tổng hợp hóa học, tổng hợp trực tiếp á, thì người ta gọi là phân phức hợp. Đó, lưới nha. Cái loại phân bón đa lượng mà chúng ta đang nói là phân vô cơ. Ngoài ra là nó còn có phân bón hữu cơ này. Phân bón hữu cơ này. Mà cái phân bón hữu cơ mà chúng ta thường gặp mà dân gia ông bà hồi xưa hay dùng đó là dùng các loại phân của động vật, ví dụ phân bò, phân trâu rồi này kia, ủ cho hoai đi, rồi dùng nước tiểu của động vật thực vật ủ cho hoai đi, sau đó bón vào gốc cây, thì đó là phân bón hữu cơ ha. Như vậy từ cái này là cô có thể là vẽ ra một cái sơ đồ tổng quan để cho các em hình dung. Đây là video về lý thuyết, còn video về bài tập là cô sẽ làm riêng một video khác. Bây giờ phân bón chúng ta sẽ chia thành phân hữu cơ và phân vô cơ. Và cái phân vô cơ này là được chia vào thành phân vi lượng, phân đa lượng và phân vi lượng. Cô nhắc lại là phân vi lượng là chứa một số nguyên tố như kẽm, mangan, rồi bo, magie v.v. Lượng nó cần thiết cho cây trồng, cây trồng cần rất ít, nhưng mà nếu thiếu thì không được, mà nếu thừa thì lại có hại cho cây trồng. Cho nên đối với phân vi lượng này tùy, hiện nay là tùy cái phân bón cho mỗi loại cây, người ta sẽ bổ sung luôn cái thành phần phân vi lượng vào luôn trong cái loại phân bón đa lượng luôn. Mà phân đa lượng chúng ta chia thành phân gì? Phân đa lượng chúng ta chia thành phân gì? Phân đơn và phân kép. Phân đơn thì có 3 loại. Phân đơn là có 3 loại. Phân đạm, phân lân và phân kali. Mà cái phân kép á, phân kép thì người ta chia thành phân gì? Phân kép thì có 2 loại là
phân hỗn hợp, phân hỗn hợp và phân phức hợp. À, được chưa các con? Về cái phần bài tập thì cô sẽ làm một clip riêng ha. Phần lý thuyết này mà có gì thắc mắc thì các em nhớ comment cho cô nha. Chúc các em học tốt nha. Cô nhắc lại, phân bón được chia làm hai loại, phân hữu cơ và phân vô cơ. Mà cái phân hữu cơ là gì? Cái phân hữu cơ là gì? Phân hữu cơ mà mình hay dùng là gì? Phân các loại động vật á, người ta ủ hoài đi, nước tiểu là động vật người ta ủ hoài đi thì là phân hữu cơ. Còn phân vô cơ là có hóa chất, có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Mà phân vô cơ chia thành hai loại, phân đa lượng, phân vi lượng. Vi lượng cần rất ít, cho nên hiện nay người ta bổ sung vô trong cái phân vi lượng đa lượng luôn. Còn đa lượng chia làm phân đơn, phân kép. Phân đơn là phân đạm, phân lân, phân kali, là mỗi phân cung cấp một nguyên tố riêng. Còn phân kép là chứa từ 2 đến 3 nguyên tố dinh dưỡng NPK. Nếu mà phân kép được tạo bằng cách trộn các phân đơn thì gọi là phân hỗn hợp. Tạo bằng cách là tổng hợp trực tiếp thì người ta gọi là phân phức hợp.